giới thiệu đội tuyển tại vòng bảng quốc gia. Sài Gòn Phantom khát khao chinh phục đỉnh cao. Sài Gòn Phantom là một trong những đội tuyển có truyền thống lâu đời nhất tại đấu trường danh vọng, khi chưa bỏ lỡ bất cứ một mùa giải nào và luôn nằm trong top 4 đội mạnh nhất. Giải đấu Carolina Throne Glory 2017 được tổ chức ở Việt Nam là giải đấu đánh dấu cột mốc chói lọi nhất trong lịch sử của Sài Gòn Phantom, khi họ là đại diện duy nhất của nước chủ nhà lọt vào vòng bán kết. Sài Gòn Phantom thêm lần nữa giành được chiến thắng một cách ngoạn mục trước đối thủ vừa mới hạ gục và đè bẹp được mình. Tuy nhiên, thành tích đó chắc chắn chưa thể khiến tập thể Sài Gòn Phantom hài lòng. Dù đã có thời điểm họ được thừa nhận là đội tuyển mạnh nhất Việt Nam, nhưng điều mà những bóng ma Sài Thành còn thiếu chính là danh hiệu. Bước vào giải mùa xuân năm nay, Sài Gòn Phantom đã cụ thể hóa khát khao vô địch bằng hai chiến thắng trước Marine Esports và BBQ tại vòng thăng hạng để chính thức góp mặt tại vòng bảng quốc gia. Thất bại trước Game TV tại vòng playoff mùa giải trước buộc Sài Gòn Phantom phải thay đổi nhân sự để tiến xa hơn. Một cuộc thanh lọc đội hình từ Sài Gòn Phantom khi những công thần như Dev hay lớp 95 phải ra đi để nhường chỗ cho những cái tên như King John hay Polo. Một thế hệ mới đầy tài năng nhưng nổi bật nhất trong đội hình của Sài Gòn Phantom vẫn chính là người đội trưởng, thủ lĩnh tinh thần Yamate trở lại với vị trí đường giữa sở trường. Bằng kỹ năng cá nhân và nhãn quan chiến thuật tốt, Yamate được kỳ vọng sẽ dẫn dắt những người đàn em đạt thành tích tốt tại mùa giải năm nay, giống như những gì anh chàng này từng làm trong màu áo của Cần Thơ Esodia. Cùng ủng hộ Sài Gòn Phantom tại vòng bảng quốc gia đấu trường danh vọng mùa xuân 2018, chính thức khởi tranh từ 21 tháng 2. Mọi thông tin về giải sẽ được cập nhật trên fanpage Cao Thủ Liên Quân.